quá mà vẫn lò dò ra chợ phim với ba gốc me đẹp quá. Gốc này cô vừa bảo là 20 triệu đúng không nhỉ? Có phải nhỉ? Gốc này có phải 20 triệu không nhỉ? Cô Tâm ơi, cái này vừa bảo 20 à? 20 triệu. To. Trời đang cơn mưa. 20 triệu gốc me này. Um tùm quá khó nhìn. Đây, bàn tay nha. Đấy. 20 triệu. Ghê kìa. Đấy. Tay tán là đầy đủ. Chia chiếc đầy đủ. 20 triệu. Cái này tỉa ra thì nhìn rõ nét thì ngon lắm. Nhìn về thế. Gốc gác kinh. Gốc gác rất kinh. Con mè rất vĩ đại. Xem. 1 2. Đây tự tính là đằng này này. 1 à, nó khoảng độ gần 4 ngón tay của tôi. Thì cái đường gốc. Đấy, xong đến giật cái hai cái thân hoành ra. Hai cái thân hoành. Chiếc hoành. Chiếc hoành. Đấy, cây hoành kia. Đây có một cái tay ở đây để đón lấy cái tay hồi đầu trên này. Đẹp nhưng mà hơi khó nhìn. Đông gác nó kinh. Mặt kia thì nó tối lắm, nhưng mà lại nó vướng không vào được. Đấy, cái mè. Mai chú thủy ưu cục này thì hôm trước có quay rồi. Đâu đấy gần 10 triệu thì sao, không nhớ lắm. Bác xem lại video trước. Đây này, hôm nay là tập trung mấy cái cây me. Trong quá trình lướt qua thì có một số cây khác mình chia sẻ. Cây cẩm thị này ông đòi 8 triệu. Cẩm thị toàn thiên nhiên này. Tất cả chung một gốc. Đây này, tí nữa sẽ quay tiếp cây me này. Cây mè này 30 triệu. Hai cây 30 triệu, một cây 20 triệu. Sân liễu. Sân liễu. Đây cây cẩm thị đây. Cây cẩm thị tán nó tự nhiên thôi. Tán theo lối miền Nam các bác, hình tam giác lệch kia. Gọi là một cái tam giác. Cụm rừng này. Tán thiên nhiên. Cái cẩm thị. Giá 8 triệu. Cây du này thì có một đôi y hệt nhưng mà một cây chắc rời tán đi rồi. Đấy. Du mà già mà to này là hiếm đấy. Tiếp theo là cây me này các bác nhé, cây me 30 triệu vẫn. Đấy, nhìn me này rất thoát thân nhé. Đấy, rất bề thế đứng ở đây nhá. Nhìn cái đường chuyển với cái tay tán của nó là ngon lành rồi, rất điêu luyện rồi. Rất điêu luyện. Cây này có bảo bao nhiêu nhỉ? Cái me này này. Cái này. Cái đấy á. 20. À 20 à? Nhầm cái kia, cái này 20 thôi. Là 20 nhưng mà đẹp hơn cây 30 kìa. Tí sang quay cây 30 kìa. Tất nhiên là giá còn thương lượng nữa không ạ?
xin ra để lấy cái cây châm cho bác lại bác Dũng Đắk Lắc ra, nhưng mà mưa gió bão bùng quá. Giờ nhân tiện quay luôn mấy cái cây ở đây. Đấy, cây này nó âm u, trời rất là tối quá. Đấy, cây mè này. Đó là mấy con sơn quế ở trước mặt này. Quát kinh khủng tiền á. Mình không chơi mấy dòng này, không thiết tha gì. Cái cây mè nhá. Cây mè này rất muốn quay chi tiết nhưng mà đố bác giúp được vào trong này. Em chịu, không giúp được vào trong này. Xa xa như vậy. Ok. Nhật quế. Hôm trước hình như bảo cái này mỗi cây 13 triệu rồi. 200 quế mỗi cây 13 triệu. Cái này cũng vậy. Cái này một đôi với cây kia. Cái này chắc ít tiền hơn nhưng mà nó nhiều cây quá cũng chả hỏi được. Đây là cây phi lao này thì quay khá nhiều lần này. Cây phi lao này hôm bảo không nhớ, hình như là 17 hay là bao nhiêu tiền, không nhớ rõ rõ lắm. Cũng là một cốt rất khủng, mỗi tội là cái ngọn nó hơi bị đuối, nó không tương xứng với cái thân của nó các bạn. Tổng quan là như vậy. Mình lướt tí để nhân tiện cái vòng ra lấy cây của bác. Tôi lấy cái cây châm, tên nó là cái châm, tôi chả biết cây gì. Thấy bác Dũng Đắk Lắc bác thích cái cây đấy thì lấy luôn. Phải thuê xe không chở được, mưa gió này không chở được bác. Xuôi xe xuôi người phiêng giúp cho. Đó, cái cây túc này tôi rất thích, cái túc này rất là khỏe, rất thích. Tán viết rất bonsai. Túc. Đi lướt một tí các bác, không có mưa ướt hết cả đầu. Ai đến cây me 30 triệu đây. Cây me 30 triệu xem các bác so với cây kia nó nhìn nào. Tất nhiên là nhìn nó hoành tráng hơn. Đầu tiên nhé. Gốc bệ nhé. Gốc bệ ở thế 24 giờ. Chậu chiếc rất khủng. Đấy. Sức máy mới làm được chứ không phải sức người quá. Đấy, đứng ra 3 mét. View tán. Tán rất là đại thụ. Cây me đại thụ. Cây me đại thụ. Chằng con chằng nữa không? Dắt thôi. Rồi. Rồi chờ tí. Nốt cái cây này. Thoải mái. Rồi nốt cái cây này cái. Đấy. Đi Sài Gòn luôn à? Được. Ra. Đấy, cây này. Đây này mà làm cái tiểu cảnh mà chiếu chú thủy xuống cái cảnh này này. Thích thôi rồi. Mè rất đẹp. Rất đẹp. Già đến tự chi răm. Cây đẹp thật đấy. Đẹp không? Đẹp. Cây đấy 30. Bạn được. Nhường cho đại gia nào thôi. Đứng mặt trước quay xem nào. Đấy, sau người đứng nó còn nhỏ bé cơ mà. Đấy, bà chủ à. Đây là các bác này. Trời nó tối sầm này nhưng mà vẫn nhìn rõ quá. Đấy, mẹ đại thụ. Tiền nào của nấy các bác. Kỹ đến tận chi răm này. Rồi làm lại là 8 tí thôi. Bông rất mượt này. Còn là hàng mini này cũng được. Còn lại dưới này toàn cây cũ thôi. Nó cây nhàng nhàng bé bé. Giá rẻ. Có cái sung này. Xem có gì mới thì quay thôi. Cái sung cũng đang có quả khá là hay đấy. Đấy, sung này rất hay đấy.
rừng này bonsai này hay đấy. Nhìn nó hơi lôi thôi vì chắc chủ cũ của nó không quan tâm lắm thôi, chứ thực ra cái này mà làm mịn màng thì hay đấy. Này hay. Tay tán gốc gác nghệ thuật, đường chuyển nghệ thuật tự nhiên. Bệ biết có. Đấy. Xem lại con 30 triệu. Đấy, con này con mà bà bảo 20 triệu này thì nó như thu nhỏ còn 30 triệu thì tí, nhỏ hơn tí. Gốc thì bằng nhau nhưng mà thôi, để các bác dịp nào mà nắng giáo đàng hoàng hơn nhá. Bây giờ phải chở cây kia về đã nhá. Và Dũng các lát chở cây nhá.